Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 11 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Canh Ngọ, tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Thủ Tước. Về ngũ hành nên mệnh lộ bảng thổ ngày Canh Ngọ, tức chi khắc can, nghĩa là hỏa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm lộ bảng thổ kỵ tuổi Giáp Tý, Bính Tý, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Tuất và Dần, thành hỏa cục xung với Tý, hình Ngọ hại Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Dậu. Về ngũ hành nên mệnh lọ bàn thổ ngày Canh Ngọ, tức chi khắc can, nghĩa là hỏa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm lọ bàn thổ kỵ tuổi Giáp Tý, Bính Tý, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất, thành hỏa cục xung với Tý, hình Ngọ hình Dậu hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Quan Nhật tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; sao Nguyệt Yếm đại họa xấu đối với xuất hành, giá thú; sao Nguyệt Hình xấu ngoại việc; sao Nguyệt Kiến chuyện sát kỵ về khởi công, động thổ; sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 11 tháng 7 năm 2023, cụ thể, chi tiết, chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Lục xung dự báo con giáp tuổi Tý đầy mâu thuẫn ngày hôm nay. Một nửa bạn mong muốn có thể dồn tâm huyết cho công việc, nửa kia lại muốn nhiệm vụ đó sớm kết thúc. Có lẽ bạn đã đi qua những giai đoạn nhiệt huyết, đam mê nhiều nhất và bây giờ bạn đã mất kiên nhẫn dần. Tiền bạc của con giáp tuổi Tý có phần khởi sắc nhờ chính tài, nhưng thành quả đều cần có thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực, không thể mong chờ những thành công chỉ trong tích tắc được đâu. Thế nên đây là ngày mà bạn cần phải dốc toàn lực và nhiệt huyết đeo đuổi những kế hoạch mà mình đã đề ra nếu muốn đạt được thành quả giá trị. Ngũ hành xung khắc cho thấy, có lẽ bạn sẽ cần tỏ thái độ rõ ràng một chút nếu muốn tiến hành một công việc gì đó ngày hôm nay, bởi vì mọi người xung quanh trong tâm lý muốn nghỉ ngơi và điều này vô tình làm tăng cảm giác căng thẳng, lo lắng của bạn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy chọn cho mình một cách đi riêng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, sống sao cho đẹp đời, đẹp đạo. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cố gắng đi bộ thường xuyên để cải thiện sức khỏe. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, bạn tìm được chỗ dựa tinh thần vững vàng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy tinh ý quan sát hành động của người đối diện. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 16,
số 72, số 08. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Mùi, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Do Sửu Ngọ tương hại nên mọi việc có vẻ như không diễn ra đúng như những gì mà con giáp tuổi Sửu mong đợi. Thế nên hãy cố gắng giữ cho mình một tinh thần chủ động thay vì chán nản, thất vọng bởi những tình huống ngoài dự đoán ban đầu nhé. Đây cũng là ngày để bạn quan tâm hơn đến các thành viên trong gia đình đấy. Kiếp tài xuất hiện vừa là thách thức vừa là cơ hội cho con giáp tuổi Sửu. Nếu bạn tuân thủ lịch trình làm việc và nỗ lực với công việc ngày hôm nay thì bạn sẽ có những phút giây rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn để những cảm xúc bốc đồng dắt lối cho mình thì ngược lại, bạn sẽ phải tiếc nuối vì để thời gian trôi qua lãng phí đấy. Ngũ hành tương sinh nhắc nhở bản mệnh đừng để phí sự sáng tạo mà bạn có nhé. Đây là ngày để bạn thổi hồn vào mọi công việc mà mình làm, bao gồm các hoạt động tương tác, xây dựng các mối quan hệ, bày tỏ tình cảm. Chinh phục ai đó chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Có những người tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Hãy cứ chăm chỉ làm việc để bạn tiến bộ nhanh hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Đừng đợi ai đó mang tới cơ hội cho bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Có người ghen tị với thành công của bạn đấy. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc. Tránh đánh đồng việc nọ với việc kia, bạn đang đánh giá sai đấy. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 22, số 46, số 96. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng. Quý nhân phù trợ: Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi Dần tìm được niềm hạnh phúc trong tình yêu của mình trong ngày hôm nay. Có những người độc thân may mắn có được cuộc hẹn lý tưởng để bạn tiếp tục dệt mộng về một tình yêu đẹp. Dù thế nào cũng đừng dập tắt hy vọng của mình bạn nhé. Thiên quan dự báo hôm nay sẽ dạy cho con giáp tuổi Dần một bài học đau thương về việc sai lầm khi giải quyết mọi vấn đề thiếu cân nhắc thiệt hơn. Qua đó bạn trưởng thành hơn và học cách tính toán sao cho chặt chẽ trước khi có hành động cụ thể. Bài học mà bạn học được cũng cho thấy không nên vội vàng, hấp tấp trong bất cứ tình huống nào. Mộc hỏa tương sinh cho thấy bạn dễ dàng hóa giải sự căng thẳng với ai đó trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cần khéo léo và nghiêm khắc trong thông điệp bạn chia sẻ nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Hãy yêu bằng trái tim trong sáng của bạn. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Những bạn bỏ qua đã khiến bạn lãnh hậu quả. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Sự do dự của bạn là có lý do, bạn không thấy thoải mái. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Những dự tính của bạn cần cân nhắc thêm. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Quan tâm đến hành động cụ thể của người ấy đi nhé. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 18, số 22, số 57. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lục, xanh rêu. Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, hôm nay, Mão Ngọ tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Mão cẩn thận kẻo chỉ vì chút sơ suất mà hỏng việc. Dường như bạn có phần mất tập trung vì tâm hồn lúc này có phần bay bổng nên mới dễ để xảy ra sai sót đấy.
Nhờ có chính quan mà hôm nay con giáp tuổi Mão có nhiều cơ hội để học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới mẻ và tăng thêm vốn hiểu biết cho bản thân. Nhờ thế mà bạn có thể giải quyết công việc ngày hôm nay một cách hết sức hiệu quả. Ngũ hành tương sinh là thời điểm thuận lợi để bản mệnh có những bước tiến trong chuyện tình cảm. Bạn chẳng cần thông báo với ai đâu, hãy âm thầm thực hiện theo kế hoạch bạn đã đề ra. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy. Hãy suy nghĩ tuân theo những quy định trước khi muốn sáng tạo. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa. Có người nhờ tới sự hỗ trợ của bạn đấy. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ. Niềm tin mang lại sức mạnh lớn lao cho bạn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc. Có những điều bạn không muốn vẫn cứ xảy ra. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim. Nhắc nhở bản thân không nên nóng vội. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 09, số 52, số 27. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày hôm nay, người tuổi Thìn phải chịu sự tác động của Tỷ Kiên. Có thể bạn sẽ phải trải qua một ngày vất vả do vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn nên dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, xem mình có những khuyết điểm gì cần phải khắc phục. Hãy học cách lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn, không nên tự quyết tất cả mọi việc, đặc biệt là khi làm việc nhóm. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ. Bình tĩnh tìm cách giải quyết các vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc. Hãy nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và tìm cách khắc phục. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim. Mối quan hệ gia đình hòa hợp, chia sẻ khó khăn với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy. Tôn trọng và quan tâm đến người thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 19, số 79, số 97. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: xám, cà phê. Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày mới nhờ có tam hội nâng đỡ mà con giáp tuổi Tỵ dễ dàng hòa giải được mối quan hệ căng thẳng từ lâu. Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để bạn gia tăng sự kết nối với các thành viên trong gia đình mình. Hôm nay ảnh hưởng của thiên ấn nên con giáp tuổi Tỵ có sức mạnh quả thực không đùa được đâu. Vậy thì hãy sử dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể nhằm giải quyết mọi công việc mà bạn được giao phó. Nhờ thế cuối ngày bạn có thể mãn nguyện với những thành quả mà mình đạt được. Hỏa khí vượng khiến bạn hay bất an, nóng vội, có thể vì sức khỏe không được tốt nên bạn luôn thấy trong lòng không yên. Ngay lúc này bạn nên đi khám chữa sớm và tập trung chữa bệnh đi nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa. Có những người bạn rất hiểu tâm tư của bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Hãy cho bản thân ăn món ngon mà bạn thích. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc. Nhớ giữ tinh thần tỉnh táo để bạn có quyết định đúng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim. Những nghi ngờ của bạn có cơ sở. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy. Hãy xem xét những biểu hiện không tốt của cơ thể. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 11, số 70, số 26. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường:
tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ảnh hưởng của Ngọ Ngọ tự hình nên con giáp tuổi Ngọ lúc này dành nhiều thời gian để tự vấn bản thân. Đó cũng là dịp tốt, miễn là bạn đừng nghĩ điều gì quá tiêu cực, từ đó mà tìm ra điểm mạnh để phát huy thì đây thực sự là cơ hội để bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự linh hoạt trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tế dưới sự dẫn dắt của chính ấn chính là vũ khí lợi hại nhất của con giáp tuổi Ngọ hôm nay. Hãy cho mọi người thấy bạn có thể làm gì nhé. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện khả năng xử lý vấn đề của mình và gây ấn tượng với những nhân vật quan trọng. Hỏa khí vượng tác động không tốt tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên ưu tiên ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc để hạn chế việc khiến cơ thể của bạn suy sụp. Hãy cho tâm trí bạn được nghỉ ngơi vì khi đó bạn sẽ tỉnh táo hơn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, không có tuổi tác nào ngăn cản bạn bắt đầu cả. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, hãy biết im lặng khi cần bạn nhé, nếu muốn người khác tin tưởng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tính toán lại tiền bạc để đảm bảo khoản tiết kiệm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, làm gì cũng phải suy nghĩ dài hạn bạn nhé. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tránh trao niềm tin nhầm người. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 55, số 02, số 67. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Sửu, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới gặp cục diện Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt, hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi suy nghĩ mọi việc nhẹ nhàng hơn, bạn cũng được nhiều người hỗ trợ trong công việc, giúp bạn thoát khỏi những tình huống khó xử. Đây cũng là thời gian phù hợp để bạn cải thiện mối quan hệ với một nửa của mình. Kiếp tài dự báo tiền bạc liên quan tới mối quan hệ có thể là vấn đề khiến cho con giáp tuổi Mùi đau đầu ngày hôm nay, nhất là khi bạn không biết cách nào để giải quyết những rắc rối ấy. Thế nên đây là ngày mà bạn nên rạch ròi tài chính ngay từ đầu để tránh những mâu thuẫn, căng thẳng không đáng có, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Thổ hỏa tương sinh, hỗ trợ cho tình hình tiền bạc của bản mệnh lúc này được cải thiện. Bạn nên cố gắng xử lý trước những khoản nợ để đỡ cảm thấy luôn khó chịu, bất an trong lòng bạn nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, ăn nhiều hoa quả giúp bạn tươi vui hơn đấy. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hãy tin rằng trao đi điều tốt đẹp sẽ nhận về điều tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cân nhắc việc gì nên làm và không nên làm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cẩn thận hơn trong từng đường đi nước bước. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chớ mong điều gì đó quá xa xôi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 28, số 42, số 39. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Tỷ Thiên xuất hiện trong vận trình của người tuổi Thân, khuyên con giáp này cần có sự dứt khoát hơn, nhất là khi đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp của mình. Nếu bạn cứ dùng rằng, do dự, cơ hội tốt đẹp vốn đang bày ra trước mắt bạn sẽ rơi vào tay người khác. Ngày này bạn cũng cần xem xét lại mối quan hệ đồng nghiệp hiện tại, có thể một vài hiểu lầm trong quá khứ đang khiến cho sự tương tác của đôi bên trở nên rời rạc. Bạn nên vận dụng sự thông minh và khéo léo của mình để giải quyết chuyện này, để có thể hỗ trợ nhau tối đa trong công việc.
Hỏa kim xung khắc báo hiệu chuyện tình cảm không mấy êm đềm. Nếu đã yêu thì bạn nên chấp nhận con người thực của nhau, đừng cố thay đổi đối phương trở thành hình mẫu trong mơ của mình, bởi nó chỉ khiến người ấy bị tổn thương và muốn rời xa bạn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, cần có sự dứt khoát hơn trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, chớ nên do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, cần xem xét lại mối quan hệ đồng nghiệp hiện tại. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, đồng nghiệp cần có sự tương tác để hỗ trợ nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm không mấy êm đềm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 17, số 67, số 54. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Trong ngày Ngọ, Dậu tạo thành cục diện tương hình, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút ngoài tầm kiểm soát của bạn. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng thành công vẫn nằm ngoài tầm tay, vất vả rất nhiều nhưng không có thành quả xứng đáng. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có điềm báo dễ bị lừa gạt trong chuyện tiền bạc vì quá thật thà. Mặc dù bạn được khen ngợi vì luôn biết cách tạo dựng mối quan hệ, nhưng trong kinh doanh làm ăn thì phải lựa chọn đối tác phù hợp để tránh những sự cố không mong đợi. Về tình cảm, bạn nên mở lòng hơn và thôi để chuyện cũ ám ảnh, trở thành rào cản ngăn bạn đến với những điều tốt đẹp hơn. Nếu không tự mình hàn gắn vết thương lòng, dù có người thật sự yêu thương bạn xuất hiện thì bạn cũng rất có thể sẽ bỏ lỡ đối phương vì sự do dự của mình. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, sự nghiệp có dấu hiệu sa sút ngoài tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, vất vả nhưng không có thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, có điềm báo dễ bị lừa gạt trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, cần lựa chọn đối tác phù hợp trong kinh doanh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, nên mở lòng hơn và thôi để chuyện cũ ám ảnh. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 21, số 62, số 11. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình ngày mới xem tử vi cho thấy, tam hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Tuất có một hạnh phúc bên một nửa của mình. Có thể thấy, bạn đang may mắn khi có được chỗ dựa tinh thần vững chãi. Người độc thân cũng nên mở lòng mình ra cho mình cơ hội mới, nhất là với người đã theo đuổi bạn từ lâu. Đừng vội chán nản, đừng vội buông bỏ khi guồng quay quen thuộc trong đời sống của con giáp tuổi Tuất bị phá vỡ ngày hôm nay do tác động của tỷ kiên. Đây là ngày mà bạn cần phải có sự chủ động, linh hoạt đối phó với mọi tình huống thay đổi trong đời sống. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh dễ dàng thoát ra khỏi những mỏi mệt, chán nản. Sức khỏe của bạn lúc này cũng đã tốt hơn, ai bị bệnh cũng được chữa khỏi khi tâm lý của bạn thoải mái, bớt căng thẳng. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, một mùi hương nào đó gợi nhớ cho bạn về quá khứ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, niềm tin của bạn ngày càng lớn dần mỗi ngày. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tính toán chi li quá chỉ khiến bạn đau đầu mà thôi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, ý thức hơn với việc mình làm để rút kinh nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, lỗi sai không hoàn toàn do bạn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 18, số 26, số 90. Giờ tốt:
từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: cam, vàng. Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Tuổi Hợi may mắn được thực thần nâng mệnh nên đón nguồn tài lộc khá rủng rỉnh chảy về túi trong hôm nay. Những công sức của con giáp này cũng được đền đáp xứng đáng. Thậm chí bản mệnh khá may mắn cho nên có thể nhận được một món quà hoặc khoản tiền bất ngờ trong ngày. Tuy nhiên tuổi Hợi cũng cần thực sự tỉnh táo trước những lời cám dỗ, mời chào đầu tư có thể khiến bạn gặp rắc rối sau này. Bạn cũng nên thôi ôm đồm chuyện của người khác, ai rồi cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Bạn chỉ cần tập trung vào bản thân thôi, thế là đủ. Vận trình tình cảm của con giáp này trong ngày hỏa thủy xung khắc khó duy trì được sự ổn thỏa, bạn và đối phương đang có rất nhiều mâu thuẫn. Cả hai đều biết điểm yếu của đối phương ở đâu nên khi nóng giận lại càng dễ công kích vào đó và gây tổn thương cho nhau. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đón nguồn tài lộc khá rủng rỉnh chảy về túi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, công sức được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có thể nhận được khoản tiền bất ngờ trong ngày. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần tỉnh táo trước những cám dỗ, mời chào đầu tư. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đôi lứa đang có rất nhiều mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 28, số 34, số 76. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.